với em điều này này. Cái đấy là lý do bullshit đấy em ạ. À, những cái lý do như thế này ấy, nó đều là bullshit hết em ạ. Để anh kể, nếu như mà lý do nào nó trùng hợp với những lần trên tay em có, chúng ta nên xem xét lại. Một là anh ơi, em đang bận lắm. Hai là anh ơi, em đang stress lắm. Ba là anh ơi, anh không hiểu được em. Bốn là anh không biết gì cả, đây là áp lực từ chỗ khác. Năm là anh không còn yêu em nữa. Lý do đấy người ta gọi là lý do cứt bò. Bởi vì nó chỉ là lôi ra để làm lý do thôi em ạ. Nên là anh khuyên em á, bảo bạn ấy có yêu thì yêu, không yêu thì cút. Chả dép bố về, chả dép bố về. Ok, ngồi đây lâu, học nóng lắm rồi. Điều hòa nữa, chấp nhận như vậy đi nhá. Nên là chúng ta cố gắng mà có một cái tình yêu nó trong sáng hơn đi.